Họ hâm dọa nếu không cấp xe cho họ thì 5 phút sẽ giết một người. Bạn là gì? Không tốn cả tự mới đỏ cho hả? Đỏ cái đầu của mày. Đang giữ kênh trực hay sao? Là bọn cướp châu báo. Chúng ta đã dồn họ lên trỉnh. Trên đó có bao nhiêu người? Khoảng 6-7 đứa. 6 đứa hay 7 đứa? Thôi con chút đi. Vậy 6-7 đứa đó không lẽ lên trỉnh hỏi hay sao? Nè, hai người nghe đây. Chút nữa thì đánh từ trên xuống dưới. Anh từ dưới đánh lên nha. Yes sir. Yes sir. Anh theo tôi lên trỉnh lát cái đúng ha. Nó pháp luật. Nè, đừng có hăng quá nha. Coi chừng cái con tin chưa chết anh đã chết trước đó. Tao giáp đây nè, chị chỉ đi. Làm như ngon lắm. Tôi có đã chuẩn bị. Sao biết người đó không phải là ngồi chờ vậy? Tôi coi xin lẻ ở Hồng Kông mà. Chưa bao giờ thấy có nhiều người chỉ ngồi chờ nhiều như vậy. Không có người chỉ chỗ mới là thường đó. Ngồi xuống nha. Tao đang im nha. Không à, tôi hướng chuyện gì đó. Được. Ra đây mau. Sao con ra đây hả?
Chịu ra rồi hả? Bỏ súng xuống đứng hoàng bên. Bỏ xuống. Mau lên. Bỏ xuống. Một cảnh sát tụi bay. Lát nữa tao cho tụi bay biết tay. Im im. Tao bắn chết đi giờ. Im. Đâm cảnh sát tụi bay. Tự tự bước ra đi. Mau lên. Anh nợ. Đừng có lên tiếng nha. Chào đại ca. Thấy mẹ. Buông tay ra đi. Cho mày chết cam luôn. Buông tay đi, tao chịu hết nổi rồi. Đúng rồi, nó chết luôn rồi. Buông tay đi. Buông tay nè. Buông tay nè. Cho chết cha mày luôn đi. Nghe tôi lên. Mà lên. May là má mua giày à, mỗi là mua lớn một cỡ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, xong xuôi. Thôi, chà, đừng sợ nha. Chào sư. Hết rồi, bình tĩnh nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu mạng, xong xuôi. Không cần phải nói cảm ơn ha. Nè, có thấy gì được rồi. Có gì hay ho đâu. Anh đừng có làm phách như vậy nha. Sorry sir. Mày giết chết chồng tao. Chín tháng sau. Nè, đưa má xếp cho. Má à, để con được thôi. Bác sĩ nói hẻ một người nằm 9 tháng á, nếu mà con không cử động sẽ không được đó. Chỉ vài bà bảo thôi mà. Cái giấy mực của con đâu? Hay dạ, cái cây viết đó hư rồi, chảy mực ra hết trơn, còn lấy làm gì nữa chứ? Sao không lấy chứ? Là bà để lại cho con đó mà. Cô viết được mà. Chào sếp. Ờ, chị hai à, tôi muốn nói về câu với thằng Happy. À, được. Sao vậy à? Trước khi bà của tôi làm biên tập ở trong nhà báo, ông nói là có bút như đào, có thể là giết chết người xấu. Kết quả là bị những người của đào giết chết ông đi. Cho nên tôi quyết định cầm súng không cầm đào. Bởi vì cây viết chắc chắn không thể giết chết người xấu đâu. Happy à, cậu của tôi là bạn cũng được, là chú bác cũng được. Cậu còn có viên đạn kẹt ở trong đầu mà. Tội gì hăng hái như vậy, vẫn là lương đầy điều mà. Sao vậy? Sao không phải muốn tôi thấy mình giống như kẻ làm tật cái gì? Sức khỏe của tôi vậy hệt như là 9 năm trước thôi. Tôi đã bàn với bác sĩ rồi. Phải, bây giờ cậu không sao. Nếu mà đầu của cậu không thể bị bất cứ cái gì đánh đập, bởi viên đạn sẽ chạm tới thị thần kinh, sẽ khiến cho cậu tạm thời bị mù hoặc là ấn tượng trùng điệp. Nếu chừng đó gặp được kẻ có bạch thì chết chắc thôi. Không đồng hồn vậy chứ. Xem vậy cũng biết mà, thần của má tôi lúc nào cũng không được tốt lắm đâu. Tôi tính đưa bản qua Mỹ để mà đổ thận thôi. Cho nên tôi muốn xin chuyển về cảnh sát viện làm thêm vài điều lớn, kiếm thêm quy trường. Cậu đừng có hồng. Bọn đó thằng nào thằng nấy à, giết người như là chơi vậy. Ờ, tôi hứa đi sếp nha. Nhưng tôi muốn làm trách nhiệm, làm lấy cho sếp. Tôi thích uống cà phê không? Ờ, cũng sợ sợ thôi. Của bà xã pha thì ngon lắm. Nè, nếu ra ngoài uống thì khá hơn nhiều. Vậy có nghĩa là sao đây? Ờ, thầy chuyên gia nói uống cà phê là biểu hiện cho tình dục của sếp. Có nghĩa là sếp đuôi với bà xã của sếp thì không có thú gì cả. Hay ra ngoài chơi là sướng hơn nữa. Cái thằng mất dịch nè, nè. Chiều hôm nay có 5 tên nghi phạm đã tẩu thoát từ sở câu lưu. Cảnh sát đang truy lùng mãi cho tới bây giờ vẫn chưa có phát giác tung tích của 5 người kể trên. Và cảnh sát tin rằng 5 người đó là do người đồng đảng tiếp ứng, hành động có kế hoạch trong sự kiện. Có 5 nhân viên sở trường giáo bị thương nặng, và 4 người trong đó lúc đưa tới bệnh viện thì đã bị thiệt mạng. Chà, sao ghê quá vậy ha. Trước khi tới tôi đã biết tin rồi. 4 tên trong số đó là lãnh cùng một vụ.
Người thứ năm thì bị tội lợi dụng computer. Có người đồn là bốn người kia bị bắt cóc đó hả? Chờ, vậy ai lo về vụ này đây? Trước khi cậu đi làm nhà thương chắc có nghe qua cái tên công tử chứ gì? Ồ, tức là cái anh chàng không bao giờ dán hình trong hồ sơ đó hả? Nghi ngờ là nó. Còn một tên đồng đảng tên là Lý Bằng. Cầm anh dục đi dìm gì à, cha thế kinh nhi mộ đại bệ, kiểu cái cần ngây hù của ta, bây giờ, love you more than I can see. Một khai sáu bốn mười, một khai sáu bốn mười. Ê, tối nay có đi em khuya không vậy hả? Hồi nãy chở rồi đã rồi, cho để sướng hơn cho chị Năm hả? Mày thiệt là hơi. Nhanh tay lên đi! Em à, em khỏe không vậy hả? Hello Lisa, anh là anh Toàn đây nè. Toàn cái mẹ mày đó, cái thằng mắc dịch vô lương tâm tính sao bây giờ đây? I'm sorry, I'm no good. Lisa, tối nay đụng em có khuya không vậy hả? Đụng vào dài mày đi, anh muốn không có được đồng hồ dài cho tôi, anh đừng có hồng rớt tới tôi nghe chưa? Thôi nha! Biết còn quỷ cái, nếu tôi có mấy chục ngàn à, cần gì đụng mày chứ hả? Được, được rồi chứ. Anh Toàn à, thật ra cái áo con nhà quê xa xa, mua chiếc Rolex giả cho nó cũng đâu có biết. Mày uống thuốc thông minh hồi nào vậy? Thầy giờ mày thông minh được nha. Hey, giờ lãnh lương rồi mua cái mới mới được. Nè, sửa cho người ta coi. Cái tôi súng rách như vậy làm sao mà sửa đây? À, có dây kẽm. Còn nó lại đi để mình xài đỡ. Có lộn không đây hả? Thằng Quy à, tối nay nấu chè chờ tao về ăn nha. Nhớ chờ tao nha thằng Quy. Ok, ra ngoài chơi đi, gặp con Lisa. Chơi con Lisa. Xin lỗi nha. Không có gì. Xin lỗi. Đâu cái gì chứ. Lầu mấy? Lầu 7. Mình bạc đi, mình bạc đi. Chìm hòn, chìm hòn. Charlie Baba, cảm ơn nhất yêu sài xăm. Charlie Baba, cảm ơn nhất yêu sài xăm. Chìm hòn, mình bạc đi. Hoa, anh Lương. Mình chuột lát hả? Wow, cái này đẹp quá hả? Lúc lên vậy lớn hơn lộ mũi má mày đó hả? Có đồ lậu không vậy hả? Đồ lậu cũng phải tốn 12 ngàn đó anh Toàn à. Anh em giao mà, bớt chút này nha, 120 nha. Thằng tốt đó nha anh, chế tạo tài liệu. Anh em với nhau mà, tôi trẻ cho anh nha hả? Anh Kim à, tôi biết anh lúc nào cũng chiếu cố tụi tôi mà. Nếu có rảnh này thì phải đi ăn cơm, đi nhảy đầm mới được chứ. Mắm tôm à, xài có được không? Tính tiền dân Kim đi. Ghét nhất là fan chữ tập. Cảnh giác. Ừ, chuyện gì vậy hả? Ây da, thằng con nạn không chắc gì. Có gì tôi em nha. Ây da, con mẹ đó. Chưa bao giờ thấy dễ sợ vậy em nè ha. Tại thiếu một chén, ta đuổi theo mày bảy lầu, đã bắn nhiều phát rồi, không chừng đã hết đạn rồi. Mày không thấy, ta vẫn nổ súng như thường. Có chuyện gì thẳng thắn nói đi, kiếm ăn thôi mà phải không hả? Bây giờ tao đến 3 tiếng, mày có quyết định hay là không? 1, 2, 3. Tôi không tí nữa, không tí nữa. Đầu đây là chỉ đâu? Đâu có tí đâu. Trời ơi, chán người anh ơi. Tại sao mày không lên như vậy?
cởi quần áo. Cởi ra. Mở lên. Chạy thẳng ra ngoài này. Đừng mà. Ra mau. Tôi đừng đi mà. Ra ngay. Game over. Hôm khác chờ tiếp nha mày. Ôi trời chết. Khi anh em gặp được chắc là quê chết mẹ luôn. Giờ kiếm một súng trước đã. Vô bé thì 5.5, mắt to mới là 200. Hả? Lấy bàn 2.5, thằng tay lái 80. Xin quần là rẻ nhất chỉ có 5.000. Nè, tụi người này cộng chung lại có tới 7.800.000 đó nha. Không ít đâu. Hả? Thằng này là đứt chết máy mà. Nghe nghe phạm tội computer. Lần trước ở ngân hàng gồm hết tất cả số lẻ của các trường 1 và trường 1 của nó đó hả? Thế vậy được bao nhiêu? Gồm hết cũng thành nhiều đó. Cả 5 tháng trời không có ai phản giác. Sau cùng có một bà già 70 mấy tuổi phản giác trường 1 của mình à. Mỗi lần nó đều là chặn, rồi mới dạch trần ra chuyện này đó. Rốt cuộc à, nó và bạn gái của nó đều ở tù. Anh đánh đá. Phải. Chúng tôi nhận được tình báo, 5 thằng cha này cùng với công tử và dẹp bè 7 người, nói trong một tuần sẽ làm một chuyện lớn. Trong tay của họ có nhiều súng ống, mình không thể đối phó bằng thường quy được. Tôi đã chuẩn bị giải thích, anh đành đá và anh phải bắt tay từ cổ tìm thằng đứng chết máy. Nè, toàn miệng thối, anh bị trúng tay hay sao vậy? Đâu phải, đầu lưng thôi mà. Ha, hôm nay có một nhóm lính mới, anh phải chỉ họ làm việc nha. Còn nữa, cấp trên đã phái một ông 2 bông 1 gạch tới, ông muốn anh giúp ông điều tra vụ lớn. Anh phát tài rồi đó. Vụ lớn hả? Vụ ăn cướp thì có mày. Sớm muộn gì tới phiền mày. Tao đánh được. Đánh với cha mày. Thôi anh bạn, anh là tội miệng thúi chứ gì? Hả? Tội miệng thúi để mày gọi à? Là mày? Là mày à? Thôi giờ phải. Anh Toàn. Ờ, anh Toàn. Qua đây. Mày mới tới à? Nghĩ là lính mới chứ gì? Lấy cái chỗ lông gà quét dọn hết sạch sẽ đi. Nói cho mày biết nghe thằng Quý Cao, ở đây có luật lệ đàng hoàng nha. Nè 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 nè, người sức ngồi thì trang bị. Đừng kêu tôi thằng Quý Cao được không? Mày sợ hả? Đụng đâm lén sau lưng nghe mày. Nhột lắm à. Ok. Mày dùng đi nước. Nếu mày khôn lanh ha, đãi tụng cà phê đi nha. Tao biết hết cách làm ăn ở nhà cho mày biết hả? Nào là biến thái nhân tình nè. 2 đồng đáng lắm á nghe mày. Được. Sao làm được chứ? Chỉ sợ lanh không lấy mặt thôi. Hả? Hả? Vậy thì yên tâm, mày đãi tao chịu mà. Hồi này à, ăn mặc đẹp quá vậy hả? Anh nổi cơn về đó. Mắc mấy gì tới anh? Chào người ta đi. Sư tỷ. Ê. Hồi này à, chừng nào để cô xin đây với anh vậy? Vậy thì chờ đêm 30 có trăng cái đã. Cô tôi. Cô cười kìa. Cười kìa. Cười cái đầu mày. Cảnh sát thì phải giống như tao nè. Quyết không bỏ cuộc, nhất định cố gắng. Đừng nói chết nghe ha. Hả? À đúng. Dĩa con của tao đâu? À tới liền. Ừ. Cái gì đây? Dĩa con của anh đó. Ê, cái dĩa của tao kêu là cơm xào bầu ngư, thịt gà xé, trứng gà, cà chua, thêm xà lách son nữa. Sao mày ngu vậy hả mày? Cái dĩa này là cái mẹ gì đây hả? Đã làm thế của anh rồi mà. Ê, tao đâu thấy xà lách son lót đâu mày. Sao đây? Làm vậy mày mốt hết khách trong ngày hả? Đồ gì khác đi.
Ăn cái gì mà kỳ cục chịu hết nổi. Mày có thấy chưa hả? Mấy cái thằng nhóc này nè nghe, chỉ có bỏ tiền vô túi đó thôi mà. Đó, ừ, cái miệng nó thì thầm nha. Nhớ những lời tôi dạy hả? Dạ phải. Ra trường bao lâu rồi hả? Ồ, 5 năm. Ừ. 5 năm mà tới cổng cảnh sát hả? Thành của mày chậm nha hả? Sao kiểu vậy hả? Thì không phải, tôi thuyền diễn tới bằng khác. Bị dám thì có nói đại đi mày ơi, sợ gì chứ. Văn phòng phải không? Ừ, lẽ đi nhiều. Ừ, ta biết. Ừ, nói bằng tiếng ta thêm lần nữa đi. Ồ, là tốt hiểu. Ừ. Mày tưởng là chương trình gì đầu sao hả? Nè, một lát hai ba gạch đi tối ở nhà hả? Là người mới phi hổ hả? Đang nghĩ tao làm phụ à? Mày biết không, đang nghĩ tao ghê lắm á. Mày tao không chỉ làm đâu nha. Nhưng mà thôi kệ, cho nó một cơ hội đi hả? Nó là thanh niên mà, có gì đâu chứ hả? Anh thiệt là giàu lòng giúp đỡ ha. Sẵn sàng thì mới nói nghe. Kẻ thù tao kêu tao bằng thằng Toàn Nguyễn Thúi, nhưng mà bạn tao hả, kêu tao là Toàn đẹp trai nè, Toàn chịu chơi nè, tại vì mày không có cơ hội kêu tao nhiều thôi mà. Toàn đẹp trai, Toàn chịu chơi, tao Toàn đẹp quá hả? Sếp, trung sĩ, đừng chơi em như vậy nữa mà. Sếp à, sếp quen biết cho Toàn Nguyễn Thúi hay sao? Không, quen lâu rồi, Toàn đẹp trai đó mà, đã tốn tiền vô đồng túi của tôi nữa kìa. Không phải là đúng lúc như vậy chứ hả? Đây là sếp triệu. Bắt đầu từ hôm nay anh phải làm việc theo sếp triệu đó nha hả? Cá nè. Cá? Cầm cá cái mẹ của mày, chọn cái khác đi. Sao mà kỳ cục vậy? Sếp triệu à, xin phép đừng trách nha hả? Đi. Đừng trách thằng Tôn miệng thúi này không biết làm nha hả? Ờ, nè. Mai này xong tôi là thằng hiếp đi được rồi. Anh kêu tôi bằng tên khác hả? Tôi biết ra tới lời đó. À, như vậy không được, dù sao cũng sừng sếp, chào sếp. Làm bộ, ngồi xuống đi. Ừ, yes sir. Tôi biết anh cũng giống như tôi, sao con Tú đối với các vốn tiền thưởng. Nếu mình bắt được tụi nó ha, chắc chắn sẽ trừ một phần cho anh mà, yên tâm đi. Cái gì trượng phần chứ, nói tới tiền bạc à, mặc kệ cha anh hai bông mai là một đống bông mai, rõ ràng phải chỉ làm hai thôi. Vậy cái gì mà anh chia tôi hả? Tôi gặp bọn qua người đó rồi nghe, nên không chịu một mình tôi đi tìm mà, đừng có nào. Được, chịu ý của anh, tạm chia đôi. Không thành vấn đề. Thưa sếp Triệu, cô anh đang dẫn tới đây. Madam, ngồi đi. Hai ông sếp này có chuyện muốn nói với cô. Sếp làm ơn qua đây ngồi đi. Nè, đi đi. Nè nè. Chuyện có thuốc không? Không có. Ê, cà chướng. Hồng Kông có 30 mấy ngàn cảnh sát rồi lại biểu cái thằng không hút thuốc tới đây. Ê, quý cái. Đừng bà trộn nha. Yeah, hiếp dâm tôi đi. Cô anh à, bây giờ cô có một cơ hội để giải thích, miễn là cô chỉ giúp Sếp Triệu và Sếp Thu điều tra một vụ án. Nè chuyện vậy. Chê, bộ trên đời có nhiều chuyện ngon lành vậy sao? Muốn tôi khai thằng Đức ra chứ gì? Nếu tôi còn 10 hay 8 năm thì tôi sẽ chịu liền, nhưng mà chỉ còn có 7 tháng thôi. Nè, anh đâu có giống là không hút thuốc. Ừ, chơi điếu đi. Cảm ơn. Sao hả người đẹp? Wow, bộ cảnh sát Hồng Kông người nói láo lắm đó hả? Mấy đàm, bây giờ tôi không thèm nói nữa. Muốn tôi làm thằng lóc cá nữa. Eat yourself. Làm ơn nói tiếng ta thêm lần nữa đi mà. Ôm cặp táp đi về trường học đi, nhóc con. Cô anh. Madam, vì 7 tháng mà trước lấy cái chết hả? Không có đáng đâu. Bỏ đi. Bộ bây giờ cô dám chắc không ai dám làm thịt cô sao? Nè con anh. Bà mập, chuyện gì đây? Mấy bữa nay ông sếp tìm mày có chuyện gì vậy? Wow, khổng phu tử nhập thân rồi đó hả? Sao quan tâm tôi vậy? Đôi khi người trong giang hồ. Chị Vấn à, đừng có gây chuyện nha. Gây chuyện hả? Không có thể tự chủ được đâu. Chuyện gì đây? Bớt người ta. Bớt người ta. Đụng chết nó đi. Ngừng tay. Tất cả cút xuống đi. Có làm chuyện gì đó hả? Madam à, họ muốn đục chết tôi đó. À, chú này.
nơi rồi, chúng tôi là người lớn, cô là nhỏ nghe hà. Nói gì nghe lời đừng xía vô nghe trời. Xin liền. Nói tiếng ta. Đương nhiên. Thôi xong rồi, chạy xe đi. Ê, bye bye cô. Bye bye nha, cái đồ lạnh gì đó. Hai đứa bị muốn chơi tao. Bye bye. Ai làm khó cô đâu. Tại cô đang nỉ lên xe tôi mà mới về tôi chứ. Được, chịu thôi. Chở tôi đi mua gáo ngực trước đi. Nghe nói có chừng màn giá mới thôi. Cô đâu có mua ngực làm gì. Cái này là cái gì đây hả? Có thì mặc đỡ trước đi mà. Mấy cái áo ngực của nhà nước lại tôi mặc không có quen đâu. Như là tờ giấy nhám vậy. Ừ, da mà cô như tờ giấy nhám vậy. Đủ sao đâu chứ. Có sao không hả? Có sao không hả? Mua cho. Mai nãy chẳng gì em mua luôn lần đi nha. Đừng lộn xộn nữa. Gà điên. Nè, không cần có mua đâu. Còn mình thôi à, mua giùm cô đi. Tôi. Anh làm sao biết được tôi mặc số mấy? Hồi nãy cô cho anh một cái thôi mà. Giống như cỡ đó, đi mua đi. Anh phải biết tôi thích cái kiểu gì thì mới được chứ. Kiểu gì đâu có sao đâu. Cô phải đâu phải là đóng phim xếp. Nè, mua một cái quay đường chút nha ha. Nhanh lên đi. Đợi xe. Đồ tiểu nhân. Nè. Làm gì vậy? Tôi chỉ muốn thở không khí tự do. Không khí tự do thoải mái không vậy hả? Cái thằng cho kia hồi nãy thui quá. Ê. Hiếp cho em kìa. Đừng có bậy nha. Hiếp cho em kìa, nó muốn lợi dụng tôi đó, nó muốn hiếp cho em tôi kìa. Nó muốn hiếp cho em tôi. Thằng bắt dịch. Đúng rồi, nó muốn ép tôi đi phòng ngủ với nó. Tôi đâu có ở đâu chứ hả? Sao lại không có? Nè, cái người này chính là đồng đảng của nó. Hồi nãy trong xe cùng nhau cởi của tôi, không muốn hiếp chăm tôi, còn muốn lợi dụng tôi nữa. Đùa đi, nó nói gì đây? Ô thật là vô lý á. Người ta đẹp trai như vậy cần hiếp chăm cô chứ. Có thuốc không? Muốn biết què lũa thằng Đức ở đâu chứ gì? Đương nhiên rồi. Thấy anh friend như vậy, nói cho anh biết cũng không sao. Cả nhà của thằng Đức đã đi đời hết rồi. Giỡn mặt á? Một điếu thuốc thôi thì muốn có kết quả nữa hả? Kêu mà muốn mọi người tám đầu một chén gì cái để chị hai này ăn cho đã cái đã rồi mới suy nghĩ nói ra cho anh nghe. Ê, sao tướng của anh giống cái thằng cha tài tứ mập đấy quá vậy? Ê, anh có phải là con của thằng Trải hay không? Ông già tôi mở chuột gà đó nghe. Ông già mày mở cái ba. Ông già mày mở chuột gà. Nè. Cái gì? Ở trong cái quán em có rất nhiều hình nè. Đúng vậy. Các là từ trong báo chí đó. Hết thảy đều là của một cô diễn viên tên là Lan Gia Thiện. Sáng nay phát hiện từ trong cái tối của thằng Giò Bẻ đó. Thằng Giò Bẻ đó từng ở tù nhiều tuổi. Bây giờ đi điều tra hả? Đó, đúng là cái thằng trai biến thái đồ. Đã nhiều lần hành hạ đàn bà gần chết luôn. Mỗi khi tìm một đàn bà đều sẽ thu lộm hình của bà đó trước hả? Chắc có làm gia tiệm, chắc là mục tiêu cái tiếp của nó. Tôi đi tìm nó. Đừng có ngủ nha. Nè, bây giờ là nhà của Lam Gia Thiện. Anh chờ tôi đây nha.
Nè, lát nữa chú công tử tới đây á, má làm ơn kêu anh tự nhiên ngồi chơi đi, không có cần phải khách sáo. Má nói với anh là con đang ngủ ở trong phòng, nói là con ngủ không có mặc quần áo, để cho anh mồ ảo tưởng cho đã cũng hay lắm mà. Nè, vậy có cần mời nó uống cái gì không? Trong nhà này đó hả, cà phê trà không có cái gì hết trơn đó. Ây da, thì má cứ cho anh biết, con chỉ có uống nước suối của Thụy Sĩ thôi, rót đại một ly nước gì cho anh uống cũng được nữa mà. Ây da. Ờ, tôi tìm cô Thiện. Tôi là... Ờ, được rồi, tôi biết mà, đi vô đi. À, ngồi đây đi hả? Hồi nãy tôi có điện thoại tới đây, cô nói cô hai nhà tôi á, ngủ trong phòng rồi. Cổ ngủ á, không có bận cái đồ gì hết trơn đó. Cô hai nhà tôi á, uống nước phong ten thôi. À, không phải, là nước suối đó. À, tôi lấy cho cậu nha, ngồi xuống đi. Sao mà anh tới sớm quá vậy không biết? Em còn chưa mặc quần áo nữa nè. Anh khoan hãy vô nha. Nè, hai người làm gì đó? Nè ông mà, ông là ai vậy? CID, sĩ quan cảnh sát, hết phải chịu đi. Chịu xung xung đó. Cái gì đây? Cảnh sát làm cha hả? Xâm nhập gia cư, muốn lợi dụng người ta phải không? Hả? Nè, thái độ cô cũng thay đổi nhanh quá ha. Cái gì? Chỉ có mấy thằng ăn cướp thì nó sợ anh thôi. Cảnh sát là để sử dụng thôi. Cút đi. Nghe tôi nói đi được không hả? Có người ta giết người ta thì giỏi cô thiệt đó mà. Cút tôi nói đi. Theo cái gì? Ây anh Ngân à. Người này là ai? Cảnh sát đó. Khi không tới đây đánh mắt con Thiện bầm như vậy hả? Thiện đừng nói bậy nha. Tôi là luật sư Chu Lại Ngân. Tôi sẽ thưa anh về cái tội lạm dụng quyền lực. Hiểu lầm thôi mà. Bây giờ anh phải biến ngay trước mặt tôi đi. Bằng không thì sáng mai anh sẽ gặp mặt tôi trong cái ban khiếu nại cảnh sát. Hay thôi đi. Có thấy gì à, gọi tôi nha. Anh à, vô ngồi chơi đi anh. Được. Anh Ngân à, em không có chịu đâu. Anh coi nè, em xấu như vậy làm sao mà gặp người ta. Em bắt anh phải dẫn em đi ba lê ở một tháng rồi mới trở về đây em mới chịu đó. Lâu như vậy à? Đâu có lâu cái gì. Nè, mình sẽ đi tham quan thiếp tháp nè ha, thiếp pizza nè, và cầu Kim Môn nữa đó, và còn điện Birmingham đó anh. Ê, em kể nhiều như vậy đâu phải ba lê chứ. Ây da, vậy thì mình đi luôn chỗ khác nữa đi. Nè nè, mình sẽ tới cái chỗ đại lộ Champs-Élysées và mình sẽ uống một ly tomato juice ở đó. Em thấy vậy thiệt là nó romantic quá anh à. Ê, anh muốn đi cầu tiêu một chút. Vậy anh cứ tự nhiên đi nha hả? Cà chân. Sếp, sếp. Gì? Cô Thiện ở đâu vậy à? Chuyện gì đây? Có chuyện rồi. Wow, chưa gì đã thay đổi mặt khác rồi. Hiệp y biến hình hả? Má ơi! Đúng 10 giờ anh phóng từ cửa sổ vô trong nhà nha hả? Tôi đi gõ cửa, lấy lại của chúng nó. Hả? Sân thượng cao vậy hả? Lầu 12 thôi. Ôi, dạ thôi đi. Chuyện mở cửa nguy hiểm lắm mà hả? Không thấy chả nằm ở đâu, chả nổ súng cái chết chắc. Nguy hiểm không làm đâu hả? Sếp là nhân thượng làm đi hả? Thôi thì không biết má, lấy cái gì mà xanh lên ra. Canh giờ đi. Ăn đi, còn một trái nữa đó. Ăn đi hả? Ăn đi.
Anh đang chạy tôi nghe, đừng có chạy ha. Đừng có chạy. Súng ống đầy đủ chưa? Trang bị của mấy anh tôi đã chuẩn bị xong. Tối thứ bảy làm theo kế hoạch nha. Anh dám chắc ở trong viên đình không có các hộ vệ có vũ khí cá chứ? Tôi đi điều tra kỹ, trong viên đình có 12 tên hộ vệ, 4 tên ở dưới lầu, 6 tên đi tuần, 2 tên ở trong nhà hàng. Hết thảy chỉ mang dù cui thôi. Ông già tôi và em trai tôi sẽ ăn cơm trong nhà hàng. Đương nhiên tôi cũng sẽ có mặt. Vậy đúng 8 giờ 25 chúng tôi sẽ tới tầng cao nhất. Không sai. 8 giờ 30 ông già tôi sẽ tuyên bố em trai tôi là tổng giám đốc. Các anh phải giết hai đứa nó trước 8 giờ 30 và rời khỏi trước khi cảnh sát tới. Quá trình phải hoàn thành nội trong 10 phút. Trong tủ sách đã có tiền mặt hay sao? Tôi đã sắp xếp 1 triệu ở trong đó. Nếu không có sao giống đến cướp được. Sau này tôi sẽ chuyển 1.500.000 đô vào trong một thẻ sĩ của anh. Anh Lâm, anh thiệt là ác đó. Trong xã hội thương nghiệp này, không ác thì sẽ bị người ác làm thịt mình. Ông già tôi đã có lỗi với tôi trước, tôi không thấy ân hận đâu. Anh Lâm, anh đúng là người làm chuyện lớn rồi. Thôi mà, đừng mà. Anh đẹp trai à. Sao mà không có lên tiếng gì hết trơn vậy, mắc cỡ hả? Không phải. Bộ anh sợ em lắm hay sao? Nhóc con à, loại này không vừa cho mày đâu nha. Nè, cô này mới vừa cho mày nè. Thằng chả ngốc đến nỗi như vậy có giá trị gì không? Ý anh là thằng Đức, có giá trị lắm. Anh không hiểu đâu. Tôi đã nhận được tin cảnh sát lôi bạn gái của nó ra, đang theo dõi mình đó. Hay là... Ê, không được, chuyện của thằng Đức tôi sẽ lo. Công tử à, công tử. Vô bẻ mày hả? Giờ cảnh sát bốn mắt mà phải thủ tiêu nó. Nè, ông Lâm này là ai vậy hả? Biết gì làm gì. Ông Tùng, đỡ nó nằm nghỉ đi. Xin lỗi nha. Qua đây. Chờ xếp. Ngươi đi. Ngươi lại thêm con nữa à? Thì phải rồi. Hai. Lâm Gia Thiện. Cấp lên cấp lệnh à, biểu chúng ta phải tập trung bảo vệ cho hai cổ đó. Cái căn nhà này nó có vẻ hơi chật hẹp một chút xíu đó. Tạm tạm thì cũng có thể được vài ngày thôi. Nè, cô là... Là cô anh đánh đá chứ gì? Đã lâu lắm rồi không gặp hả con sân bay. Sếp à, bộ nó chính là cô tụi tôi đó hả? Thiệt là tội nghiệp quá đi. Chúng tôi cùng học chung một trường mà không ngờ nó lại trụy lạc đến nỗi như gì chứ. Con quỷ cái mày cao sang lắm hay sao? Ở ngoài ai cũng kêu mày là cậu tiêu công cộng nữa mày. Sếp à, tôi sẽ không có ở chung với cái thứ người hèn như vậy đâu. Tôi là một minh tinh mà. So sánh với hẳn thứ người như vậy, tôi cũng thấy mình cao sang hơn nhiều. Có thể tôi nói vài câu với ba mày không hả? Nói đi. Đàn bà nào cũng cho là ông chơi chứ. Có gì cao sang hả? Cũng là cái anh mặt cơ này hiểu chuyện nhiều hơn. Được, tôi sẽ từ chối nói chuyện với thứ hạng người như vậy. Ê, cho xin đi thuốc đi. Ê, lại muốn lấy cái thuốc của tao hả? À, có chuyện muốn nói nhanh nè. Chuyện gì chứ? Muốn nói nhanh đây nè. Chuyện gì vậy hả? Không có gì, để hai đứa nó đánh thằng đi. Vậy thì phải lên lượng từ từ chứ. Làm đấy Kim, tao muốn đánh mày từ lâu lắm rồi. Ê, đánh này thì cứ đánh đi, nhưng mà đừng có nhắc tới cái tên trước kia nữa nha. Ở trong trường mày cô ghét bố tao. Vậy? Bố tao hút thuốc, ăn cắp bằng vệ sinh của tao, bây giờ đã kẹt cùng một chỗ rồi còn tính gây với tao nữa hả? Cái gì? Bây giờ tao cho mày biết nha, bạo lực không có thể giải quyết được vấn đề đâu. Nhưng mà nó có thể giải quyết được mày. Nè, anh đứa còn hai con nhỏ đó đánh thiệt không nè? Kệ cha đi. Hai con nhỏ này cà chớn lắm nha. Ở chung một nhà thấy thiệt là phiền phức à. Cho đánh nhau chết cha ra cũng được. Tao không cần cà chớn đó, chính là tôi đó. Xin lỗi ngài sếp. Cái này gọi là giữa cây trò thỏ, anh không biết đâu. Vậy có nghĩ là sao? Hay cha, con anh đó à, chắc chắn không chịu hợp tác với mình đâu. Dù là tìm được người nhà của thằng đất đi nữa, biết được chữ của họ, họ không chịu hai cái gì đâu mà hả?
bởi vì ba đời của họ đều là người giang hồ cả, sao có ác cảm với cảnh sát. Nếu như không được tin gì thì hãy chờ tin với mình đi ha. Qua đây ngày mai nha, anh thấy phao tin từ ngoài trong tù nói là mình đã chứa hai con nhỏ ở đây nè. Nè, thứ nhất, thằng giọt bẻ chắc chắn không chịu bỏ mà tới đây tìm cô Thiện. Thứ hai, nếu mà thằng Đức yêu con đàn đá kìa, mình chắc chắn tới đây cứu nó mà. Thứ ba, dù thằng Đức không yêu con đàn đá nữa, chắc chắn tới bệnh viện mà, phải không hả? À, như vậy dù sao họ cũng tới hả? Đúng vậy, giác quan thứ sáu này chắc chắn là biết mà. Đúng chắc rồi hả? Hay, tam giác thứ sáu là hay quá, đánh cái dân nhà được không hả? Ai nói cờ bạc với anh chưa? Đi chết đi mày! Làm việc rồi đó hả? Kể cha nó đi. Tôi nguyện cái cho mày chết cha mày luôn nè. Má, con là Đức đây. Con không sao đâu. Con nhắn tố mà. Con anh có gì nhà không vậy? Có gọi điện thoại vậy hả? Nó ở. Ừ, con sẽ biết cẩn thận mà. Thôi đừng nhớ nhiều nhà hả? Vậy nha, hả? Bye bye. Lý Văn, đừng có đánh đó. Ai biết hết tiếng rồi hay không? Tôi gọi điện thoại máy được thôi. Tôi không bao giờ nói láo đâu, tôi theo đạo mà. Mày nói nữa à? Những người quen tôi là đều biết tôi không bao giờ nói láo đâu. Thôi đi, thôi đi. Ê Đức à, tao tin mày không có nói láo. Vậy thì mày gọi điện thoại về má mày làm cái gì chứ? Tôi muốn biết con anh có gọi điện thoại về hay không thôi. Vậy có hay không? Có. Nó bị hai tên cảnh sát canh chừng đó. Vậy nó có biết mày người ở Hồng Kông biết mở tủ sắt điện tử kiểu FVA-2280 không? Đương nhiên là biết. Tôi và nó y như hai vợ chồng vậy. Công tử à, ở Hồng Kông có building Lâm Thị mới có loại tủ sắt này. Nếu cảnh sát biết được nó là người mở tủ sắt loại FVA-228 thì dễ tìm tới đây lắm nha. Tôi nghĩ không giữ nhỏ này được đâu. Tao biết lo điều. Công tử à, tôi chỉ mở tủ sắt này cho anh. Anh phải giúp tôi cứu con anh nha hả? Được, mình là anh em mà. Tại sao ta là không giúp mày? Con anh ở đâu? Anh chỉ giúp tôi thật sao? Tao cũng là giáo đồ mà, tao đâu có nói láo. Nó nói phiền à. Không khí ban mai tốt đẹp sạch sẽ ha. Quá giỏi thiệt hả? Việt Quốc Am cậu cũng vậy đó. Trò chơi thôi. Ồ, hay thiệt. Hả? Ừ. Hey, chảo hút vào hết ly cà phê à? Cổ hàng lớn mà. Ho. Thử đi. À, được. Thử đi. Từ từ nha. Nhẹ nhẹ thôi, xong thứ đi. Nè. Ba, bình tĩnh đi. Không phải vậy đâu mà. Nè, tôi nói thêm lần nữa nha. Tập ngay đầu đũa. Dùng sức nhấn mạnh. Từ từ phóng ra, phóng. Như vậy được rồi mà. Không phải vậy đâu. Nhẹ ra một chút. Không. Nè. Cô xúc miệng hoài vẫn còn thối nha ha. Xúc bằng muối đi đồ ngu. Đội gì mà làm mình hèn dữ vậy chứ. Trắng trẻo cũng đẹp gái, dễ thương nữa mà. Uống thiệt. Ông muốn tìm ai vậy? Tớ ghi đồng hồ ra.
Tôi không biết đồng hồ gas để ở đâu hết. Gì vậy? Ghi đồng hồ gas. Mời vào. Cảm ơn. Hi. Nè, bộ mày ngựa rồi hả? Ghi số đồng hồ gas đó hả? Cũng đẹp trai quá chứ. Đúng rồi, ít có người ghi đồng hồ gas nào mà đẹp trai như vậy. Thì phải rồi, đỡ hơn là thấy mặt hai cái thằng đó. Thấy mặt là muốn ngửa ra luôn. Ít ra là có thể dẫn sang gặp thiên hạ chứ. Trời, bộ này với mày hả? Dạ xong xuôi rồi, làm ơn cho tôi ly nước uống. Được chưa? Cảm ơn, cảm ơn. Xong rồi hả? Xong xuôi rồi. Nhà này cũng rộng rãi đó chứ. Phải coi là ai ở. Thần tức giờ tôi ở thăm cô. 12 giờ tối nay tôi rước cô dù ở tới gần cửa sổ. Đúng nè. Cảm ơn, cảm ơn. Sếp à, có chuyện gì? Chị là ma mập hả? Cũng tại vì em nói tôi dễ thương lắm mà. Có dễ thương không hả? Uống bia nha. Nhộn nha, tôi tìm sếp mà. Đừng mà, đừng có làm mất hứng chứ. Nè, uống đi. Nóng quá. Đoán ai vậy đó? Nóng quá à. Nóng quá à. Ê chàng, đi đâu vậy? Rạng gió thôi mà. Vậy nó kêu mùi chưa? Đâu có, tính sáng mai mới kêu mà. Sáng mai mới kêu à? Vậy tính này họ tới mà tính sao đây chứ hả? Đi đi, nhanh lên, đi đi. Ê, làm ơn đánh ra đi. Nè, anh uống ly bia trước đi. Ê, quỷ cái à, đánh ra đi. Ủa, quỷ cái kia đâu rồi? Chờ lâu thằng cảnh sát mới bắt. Alo. Đừng giỡn mà, đưa lại đi. Không trả. Uống rồi mới tính. Bị uống rồi uống sao hả? Ấy, chờ 15-20, thua thì uống. 10 rồi, uống đi. Dạ, anh Mark, ba bàn phải thắng 2 mới được chứ. Mark gì, Mark, uống đi. Anh à. Gì vậy? Anh à. Qua đây đi, em có chuyện này muốn nói với anh nè. Qua đây. Cái con quỷ cái bán rẻ tao, đồ quỷ cái. Mày đánh trển, tao qua bên kia. Ủa là nè, im đi, im được không hả? Im đi. Sếp à. Hả? Nguy đâu rồi, con nhỏ này nằm vô nguy vậy sếp à. Điện thoại chứ vậy? Ơi chưa. Chưa. Giờ con mau xuống gọi đi. Gọi đi rồi. Gọi đi rồi. Yeah.
Hay thiệt, hay thiệt. Quý tiền con đây. Đó. Cái lộn này hả? Tôi ít anh nhiều vậy à? Thằng này là của tôi cơ mà. Từ khi vậy nha. Chị bắt được hồi rồi à. Chị 46 được không hả? Vậy là trời được rồi. Không chịu à, bỏ đi. Ê, 46, được đây, đuổi. Lấy đi. Con quỷ cái nằm đấy Kim. Tao mà thoát ra được, tao sẽ đánh chết cho mày luôn. Mày muốn làm gì đây con quỷ cái? Mày nói nhiều như vậy làm cái gì chứ? Mày có biết trường ngã gia đồng quảng cáo gì hay không? Ngậm cho đỡ đi. Đang giao nhiều vậy? Bắt tay, rồi. 80 ngàn, 80 ngàn. Đã quá. Nè, con làm gì vậy hả? Nè, con làm gì vậy? Bình tĩnh đi mà. Bình tĩnh đi mà. Nè, có tên là tôi tán cô không hả? Cô tưởng người bên ngoài đã cứu cô hả? Bước ra ngoài là chết cha luôn đó. Nó không tên nên nó không có gạt tôi đâu. Phải rồi, thằng két của cô nó không giết cô đâu hả? Nó bước ra ngoài đi. Nó bắn cô cái thì chết rồi, nếu không bắn tôi chịu bốn chân cái suốt đời tôi đó. Ra ngoài đi. Tôi ở đây nè. Anh Đức đâu? Hẹn gặp kiếp sau. Sao rồi? Dông. Nè, sao? Hay là làm cái gì đấy hả? Để tôi nói khi cái thằng 80 ngàn đi rồi. Ê, không sao, ở trên còn mạng mà. Cái thằng nó lẻ lắm, có 5 ngàn thôi mà. Thiệt là. Nè, mày đi. Trả tiền lại đi. Trả tiền lại tôi đi. Trả tiền lại cho tôi đi. Cô anh à, sao rồi, ngồi vậy đi, lẹ lên. Ngồi sao vậy, hả, nè, tôi đã nói lâu rồi mà. Thì ra là họ thiệt muốn giết tôi. Không đi, không đòi như thấy dễ chịu hơn mà, hả, không đi, hả. Hồi nãy tôi đã nói với cô rồi mà, cô lại không chịu tin. Cũng may là anh đã đưa chiếc áo giáp cho tôi mặc. Ê, đừng khóc mà. Chảy nước mắt nhiều quá rồi kìa. Vậy làm sao dễ thương được chứ. Phải không hả? Cái tướng của anh bây giờ càng giống mất kỳ hơn. Tôi không tin cảnh sát giết chết con anh đâu. Mày bình tĩnh lại coi. Tình hình lúc bây giờ là lộn xộn. Chúng tôi cũng muốn cứu anh. Nào ngờ tụi nó bắn sau lưng chứ. Nói sao tôi cũng không tin. Tại sao tôi phải giúp mấy người chứ? Tại sao tôi phải giúp mấy người? Công tử à, thằng Tây Lai cũng được yên rồi. Khuyên nói giùm tao. Xin đừng đánh tôi nha. Đánh hả? Đánh mày làm gì tao hả? Đánh mày hả? Tao thấy mặt mày á, tao muốn đánh rồi. Chửi luôn mày già mày đó. Cả gia đình mày là đồ đỉ. Công tử, hãy cứu tôi. Yên tâm đi, mình anh em tốt mà, tại sao tôi không cứu chứ? Mày đã bị thương như vậy, coi bộ trò không tới thứ bảy đâu. Nhưng mà mày yên tâm, phần của mày tao sẽ chừa cho vợ của mày. Mày không muốn liên lụy với anh em chứ? Trước sau gì mày cũng chết.
Để tao tiễn mày một viên đạn. Thằng này lại nó. Thằng tên lại là anh em tốt của mình. Nó chết dưới tay cảnh sát. Chúng ta nhất định phải trả thù cho nó. Thì nhất định đánh chết chúng ta. Chúng ta phải quá công hơn thành lực lượng, trả thù cho thằng Tây Lai. Tin rằng hồn linh của nó sẽ phù hộ chúng ta. Đức à, tội gì mày cứng cổ như vậy chứ? Sau khi mình thành công, mày sợ gì không có đàn bà? Ít nhất mày cũng sẽ chia được mười mấy hai chục triệu. Ê, đứng dậy đi. Được, tôi giúp anh. Vậy mới nghe được chứ. Nhưng phải cho tôi một cái máy computer để thực tập. Đã lâu rồi không thực tập, tôi thấy xa lạ đó. Đợi lát nữa anh đừng có lên tiếng để tôi nói nữa nha. Người nhà của anh Đức quái lạ lắm, đừng có bộc lộ thân phận à. Vậy biểu làm gì? Đi đi. Hai người cứ tự nhiên nha, tôi đi rót trà ha. Cảm ơn. Ê, chào em. Ê, hey, chào cậu Tuấn. À, uống miếng trà. À, cảm ơn bác. Cảm ơn. Cảm ơn. Chuyện gì vậy? Bác à, xin hỏi bác, anh Đức có liên lạc với bác không vậy hả? Hả? Tôi đi toilet. Không có súng kìa. Mình đó. Tha cho nó đi. Hay thiệt. Tôi biết thằng Đức đã bị ép buộc, hy vọng có thể giúp nó. Tôi chính là muốn giúp ảnh mà. Biết ảnh ở đâu vậy hả? Không biết. Ý, coi kìa. Ê, toàn là chữ Tây không à. Ồ, nghĩa là sao vậy? Nghĩa sao là biết sao? Building thương nghiệp họ Lâm, 7 giờ tối ngày thứ bảy. Nguy hiểm. Của anh Đức gửi về. Vậy cũng được à? Thì cái máy computer gắn vô đầu dây điện thoại là được. Làm bài tập bác cũng làm như vậy đó mà. Ê, giỏi thiệt ha. Building thương nghiệp Lâm Thị, 7 giờ tối thứ bảy. Lâm Thiên Phú và công tử. Nè, đây chính là building Lâm Thị đó. Đồ sộ vậy, không sợ sập hả? Không phải, building này là tài sản của Lâm Nguyệt Đình mà. Chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Trong đó có một cái tủ sách computer loại AFPA 228 tối tăng nhất đó. Thiệt là xuất sắc. Lâm Nguyệt Đình là một nhà siêu tầm đồ cổ. Ông cắt hết ra đồ ở trong. Rất là quý giá vô cùng, không ai có đâu. Ngồi như vậy ai dám nuôi ý xấu chứ. Nè, Lâm Thiên Phú là con của Lâm Nguyệt Đình hả? Nghĩ sao? Nghĩ là sao chứ, quý vị nhớ rồi mà. Ông Lâm à, chúng tôi là CID. Có chuyện gì? Chúng tôi đang điều tra tổng tức có muốn tên Đào Phạm. Muốn nhờ ông giúp đỡ. Đào Phạm liên quan gì tới tôi? Có chuyện gì nói với luật sư tôi đi. Tôi không có rảnh đâu, xin lỗi nha. Ha, thằng trời đất chết mấy đó. Anh nói gì? Tôi nói chuyện sao? Anh nghe được hả? Anh nói chuyện à? Thí dụ nó. Đi đi. Ê, muốn theo theo từ lâu rồi, muốn quen bà cậu quen từ lâu rồi. Hay là về đi nhà hả? Ê, trời. Bây giờ đâu còn thời gian nữa hả? Nè, bây giờ mình theo dõi nó. Nó thấy phiền là thấy ghét. Hy vọng nó sẽ hồi hộp. Dù là nó sai mình sẽ tìm được mà. Phải không? Nên em sao hả? Thôi trước mắt. Thôi chết. Bị phát hiện rồi, không khác theo tiếp đi. Ô. Đa lên. Tối nay thật tịch có chuyện muốn nói với em. Tối nay trời em khuya không hả? À. Mặc kệ đó, có bánh ngọt. Ê. Anh muốn nói chuyện với cô hả?
Có gì nói đi ha. Cô tôi vô hình được rồi. Hả? Hả? Nè. Nè. Cô chọn anh thì sao? Chọn anh được lắm đó. Mỗi tháng ít nhất là được 40 ngàn. Cô nữa nha. Cả chú chia tay chấp liền nè. Cho cổ 80 ngàn đó. Cô ơi đâu như vậy đó. Anh tôi. Đổ thằng cha này giùm tôi đi. Cái gì là quá đáng mà. Sớm biết là tôi thà chọn ai đi hơn anh á. Mất dịch. Chào ông Lâm. À được. Ê, hai gì? Thẻ hội viên đâu? Nè. Là thẻ gì đây? Tôi là bộ cảnh sát đó mà, ngu. Xin lỗi nha, không có sự dụ lệnh, cảnh sát không có thể bước vô câu lạc bộ tư nhân của chúng tôi. Hai thằng cảnh sát đó theo dõi tôi mấy ngày rồi, bây giờ còn ở dưới lầu đó. Họ biết được bao nhiêu? Tôi nghĩ tạm thời họ chưa biết gì đâu. Đáng lẽ mình không thể hoàn toàn không để ý họ. Nhưng mà bây giờ chỉ còn 2 ngày thôi, tuyệt đối không có thể gì sai sót. Ý anh thế nào? Mình là người lịch sự đó mà, đương nhiên là phải tìm cách pháp luật cho phép mình chứ. Nè, đi theo tôi. Tại sao anh đánh tôi? Không đánh anh thì tôi làm sao đổ tội cho hai thằng cảnh sát đó? Cô giải thích đi. Lỡ hai vị có phải là nhân viên cảnh sát không? Tôi là sĩ quan cảnh sát Hép Việt Triệu. Hai bông một gạch. Tôi là cảnh sát thâm niên tội miệng thôi, chỉ có một gạch thôi. Ông làm mời hai vị để tôi lấy gặp ông. Thì thấy chợ đó thôi không sao nữa. Không có ai vậy? Quan kia coi. Cảnh sát đánh người. Cảnh sát đánh người đó. À, nó là sao? Xin lỗi. Ông dẫn dân chúng tới đây trước khi tôi đến đây nữa nghe. Ê, người ta đánh bà chứ tôi đâu có đụng nó đâu chứ. Xin lỗi nha, tôi chưa bao giờ gặp mặt hai vị. Chạy luôn lại. Anh có ẩu đả với làm thiên phú không? Không có. Anh đã ẩu đả quản lý rất có nhiều người chứng kiến. Anh phải giao ra cây súng và thẻ hình sự cho ngài điều tra. Anh xếp à? Sao rồi? Giống như anh vậy đó, bị đình chức. Tôi đang nỉ hỏi cho tôi theo dõi luôn mấy ngày nay thôi mà vậy mà không được. Đúng là già lắm cẩm mà. Xếp vậy nói là lát nữa giao tôi đình chức đó. Đủ mày có chuyện luôn nha. Tôi không biết sao. Tôi cần nói với tôi hay sao? Câu lạc bộ bây giờ cho đóng cửa để uống ly trà đi. Tôi chỉ muốn uống cà phê với mẹ nó thôi. Kéo thêm một ly cho tôi nha. Ừ. Mang cái súng mười mấy năm rồi. Có thì thấy chán chỗ. Mất rồi buồn thấy mẹ luôn. Thiệt là chán. Chán quá đi. Sếp bà tôi phải đóng cửa rồi đó. Về trước đi, tôi đóng cửa cho anh cho. Về đi mà. Nè, tại sao đi cảnh sát vậy? Vì cái gì? Vì cái gì hả? Thì hai bữa thôi mà. Tiếng Anh thì không biết à. Làm cô ly thì bị người ta ăn hiếp. Không lẽ làm ăn cốp hả? Phải không đây? Chúng ta đi cảnh sát, dân bị mấy người giàu ăn hiếp vậy. Rõ ràng là nó mà. Dân cũng làm không được. Tự ái vậy cũng bị bắt hết. Tự ái của tôi nhét vô tủ lạnh từ lâu rồi. Bây giờ chỉ cần tiền lương thôi. Thiếu nợ tùm lum. Tốn gì tiền thưởng thôi. Đưa máy tôi qua bên Mỹ đổ thận. 700 mấy ngàn lượng đó nha. Bây giờ hy vọng gì cũng hết rồi. À, xin lỗi nha, đưa liền tới anh. Đàn ông đực rựa nói mấy vụ này làm gì. Sẵn đây mới nói vậy ha. Lúc đầu tôi thấy mặt anh tôi ghét lắm hả? Ngươi biết không hả? Thấy là muốn đục chết bà liền. Mũi cao à, sao mày thấy anh dễ thương hả? Sao mày kết phèn với anh vậy? Đúng rồi. Anh chỉ có người mẹ sao? Đúng vậy. Còn anh?
trước kia cũng có vợ, nhưng chia tay rồi. Bà chê tôi chết nhát không có tương lai. Bà nói từ khi tôi có thành tích cho bà thấy, bà mới dẫn đứa con về. Vậy nghĩa là không rồi. Dẫn cô tội luôn. Nè, coi bộ anh thua cổ quá ha. Cô đẹp lắm á. Đưa coi. Wow, anh cũng quá đáp thiệt hả? Nhá tấm hình của cô mình tình nói là bà xã của anh à, hả? Anh nói gì? Không coi nè. Trả đây. Chuyện gì đây? Trả lại đây. Làm gì chứ? Anh giữ vậy anh tin đâu tôi dùng không nè? Đừng giỡn nha. À, dùng chứ sợ gì? Nó thiệt điền mà. Làm thử đi. Ở đây nè, làm gì vậy? Làm gì dữ quá vậy? Lượm lên. Lượm thì lượm. Lượm. Nói cho biết nha, kiểu gì cũng được, đụng tới vợ của tao mà bắn nát đầu đó. Được rồi, bình tĩnh đi hả? Hả, bình tĩnh, bình tĩnh. Wow. Nói má tôi thì được, nói vợ tôi không được đâu. Thôi được, nói má của anh nha, hả? Nói má tôi cũng không được đâu. Nói bà gì đi. Nè, anh thương cổ thiệt hả? Cổ thiệt là thốt mà. Tốt nghiệp đại học nè, làm công tác xã hội. Tại tôi xấu trai thôi không xứng mà. Uống cà phê đi, tự rót đi nha. Được. Anh Khánh uống làm sao? Ê, đã lâu không uống cà phê rồi. Cà phê gì vậy? Sếp à, tôi cũng biết sếp nghĩ làm sao. Tôi muốn lấy lại tự ái của tôi từ trong tủ lạnh. Đã lâu rồi tôi không ngẩng lên nhìn quan cổng. Nói thật nha, lâu lắm rồi tôi không thấy mặt hoàng cầu, vì tôi chưa dám nhìn lên. Đừng vậy mà. Hồi nãy nguyện gì vậy? Cái gì của anh đó? Đây là thăm tri đình chứ. Để mở ra coi đi. Sếp à, không cần coi, đây là lệnh. Wow, đây là tiếng Anh mà, coi giùm tôi luôn đi. Xin lỗi sếp. Ồ sếp à, không có đề ngài. Vậy sao? Cô thư ký của tôi vừa mới làm cứ bị sốt rồi. Làm lại tờ mới nha. Nhưng hôm nay là thứ sáu, ngày mai cô xin nghỉ. Thứ hai mới có đó nha hả? Ngày mai anh làm cái gì tôi không biết đâu. Tôi bị sát luôn. Tại sao không cho tôi về nhà chứ? Cô biết hay không vậy? Thằng giò bẻ không tha cho cô đâu. Nó làm cho cô chết đó. Được ở bên cạnh anh thì tôi sẽ an toàn nhiều hơn. Ôi chà, cách bày tỏ tình cảm của cô à, có xưa không vậy? Thank you. Bà cho con làm người định kìa. Tôi vô đâm nha. Dạ, tôi không đi nữa. Ở trong nguy hiểm lắm mà. Gì vậy? Anh nói là tôi bên cạnh anh sẽ an toàn nhiều hơn mà. Bà này kẹt rồi. Ông Định mời qua bên này.
ông chủ. Nè, chuyện gì? Ồ, tôi là tài xế của ông. Ông có quên nhân kiện, tôi phải đưa lại cho ông nữa mà. Wait a minute, please. Mày kêu người lái xe chậm ngay ngoài cửa. Lên đi. Đúng lúc là nữa. Tha cho ghệ tụi con đường sống đi nha. Cô cũng tốt số thiệt ha. Hai thằng nhóc gì cô như vậy? Được, cởi áo ra. Hả? Làm gì? Cả hai người. À? Tao bây giờ có việc làm, không rảnh chơi tụi bay. Cởi hết quần áo rồi, có tụi bay còn chạy đi đâu được. Hey, cởi liền, cởi liền, cởi liền, cởi liền. Xin lỗi mấy ông, có chuyện gì đây? Xin lỗi, làm quấy các chị. Mấy người làm gì? Nếu tôi là ông, tôi sẽ ngồi xuống. Chúng tôi vì tiền thôi. Hầu tránh những tử thương không cần thiết, tôi hy vọng các người hợp tác. Con người của tôi ghét nhất là bạo lực và đẫm máu. Tôi hy vọng giữ tình trạng hòa bình mà đạt tới mục đích làm giao tại phố. Nếu như các người có gì thắc mắc, xin cứ hãy tự nhiên, nhưng nhớ là phải giơ tay lên. Các người đúng là coi thường pháp luật. Tôi ghét nhất là những người không tuân theo luật giang hồ. Các người có gì thắc mắc không? Ông Đình quả nhiên là một gương mẫu tốt. Các chị nên theo ông học tập. Tổ sát của chúng tôi ở dưới lầu. Tôi dẫn mấy ông đi nha. Nhớ đừng làm bất cứ ai bị thương. Sure, please. Hú à, trong tổ sát có bao nhiêu tiền? Khoảng chừng 1.500.000. Mở ra đi. Hy vọng các ông vừa ý. Đương nhiên là không vừa ý. Đồ cổ mà ông đã sưu tầm nổi tiếng thế giới. Bảo tàng của ông nếu ở đây, vậy mà ông cũng không mời tôi thưởng thức hay sao? Vừa phải tôi nha. Đường, tôi dẫn ông đi. Ở ngoài thôi. Ê, sao rồi? Sao lâu quá vậy? Tao đã bắt thằng cảnh sát và con anh Đình đã. Bắt họ cởi hết quần áo và trói lại. Lát nữa mới cho tụi nó nha. Lúc nào mày cũng vậy, lột quần áo người ta ra chơi. Bắn chết nó cho rồi, không phải còn ngàn sao. Coi chừng tụi này nha, tao đi với công tử. Đi.
Ngồi yên nha. Các người làm gì vậy? Tôi là cảnh sát mà. Sao không nói sớm? Tại sao giờ này mới nói hả? Tao có hẹn tôi à? Khả năng làm việc cảnh sát không còn thấp kém, sao không còn đi bắt mấy thằng cướp đi? Đại ca, tôi cướp thằng nào thằng nấy em cầm súng máy cả. Tôi lấy gì à, bắt họ đây? Lấy cầm lông anh bắt họ hả? Tôi nói mấy người nghe, anh em của tôi báo có xác rồi, nửa tiếng hồ sau họ sẽ tới đây. Mấy người đi thang máy đi, tôi giữ là 7 lầu 8 nha. Bấm cái nút à, trường đó các người sẽ ra không được đâu. Tôi cứ qua cũng ra không được nữa hả? Có biết không hả? Có hiểu chưa? Thôi nha, nhanh lên, đi đi, nhanh lên đi. Hả? Làm gì? Nghe nó đi. Không liên quan các người mà. Các người đứng đây chờ bắn hả? Tôi đi đi, nhanh lên. Mở lên, mở lên. Quả nhiên đúng là tủ sắt computer loại SVA-228. Tủ sắt này ông mở không được đâu, khóa bằng thời gian đó. Trước 9 giờ sáng thứ hai, trừ khi ông giật nổ cái building này. Còn bằng không thì không mở được đâu. Không có mật mã là đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng tôi có nhà computer số 1 đây. Tin rằng ông sẽ hợp tác chứ. Nè, người đã sao rồi? Người ở trên rất hợp tác, chúng tôi đã trói lại hết rồi. Nếu ở trên có người chết, tôi không tha cho mấy người đâu. Ông yên tâm đi. Lý bằng này dùng nhân cách bảo đảm, ở trển không có chết người nào cả. Cho dù là đánh chúng tôi, chửi chúng tôi, chúng tôi nhất định tuân theo nguyên tắc đánh không đánh lại, chửi không chửi lại. Tôi biết mấy người tới đây chắc chắn là có nội ứng, tôi có thể nói là mật mã, nhưng tôi muốn biết kẻ nội ứng là ai. Sở dĩ mà hôm nay chúng tôi tới đây hoàn toàn là do con trưởng của ông sắp đặt hết đó. Anh nội lớn, ông muốn tôi giết ông và con thứ của ông rồi anh có thể lên chức chủ tịch. Ông Đình, đúng ra hôm nay ông tính tuyên bố con thứ của ông lên chức chủ nhiệm phải không? Không phải đó bà, không mất tôi còn đâu. Bà, không phải đâu. Vậy nó chắc chắn là không có tiền trơn rồi. Theo gì chút, nó chỉ có một số sách vở thôi, chẳng có một đồng xu nào. Đồ cổ trong tủ sách của tôi trị giá vô số, không cần tiền, cần gì phải hỏi nó chứ. Vậy anh đâu có giá trị gì cho chúng tôi. Tôi đã giúp ông giết được con bất hiếu này rồi. Bây giờ còn đứa con ngoan này, mặc bá đâu? Ba, đừng nói nha. Hễ tiên ta là vật ngoài thân, mật mã là 8190493311 A28. Đức à, mày nghe rồi chứ? Đúng không? Hoàn toàn chính xác. Ông Đình, hân hạnh quen biết ông. Cảm ơn sự hợp tác. Ba, bây giờ tới phiên mày. Chạy đi. Mày làm gì mày? Bây giờ sẽ không còn một ai mở được cái tủ sắt này nữa. Sao mà họ đã chạy mất rồi à? Ủa, tủ sắt đâu? Cái tủ sắt đã bị thằng Đức phá rồi. Tao đã bắn chết nó. Anh làm báo động tủ sắt đối trực tiếp với tiệm sắt đó. Không cần lo, mình còn thời gian mà. Bây giờ tới lầu trên, tụ họp với thằng Tôm, cố gắng ép con tin lên xe ngay.
sẵn cảnh sát chưa tới mình trong. Đi. Đi. Con tin đâu hết rồi? Tôi bị thằng cảnh sát đánh xỉu. Con tin nó đã chạy hết rồi. Thằng vô chết. Này 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 này, hãy bình tĩnh đi, đừng có kích động. Họ chắc chắn còn ở bên đi. Cho dù cảnh sát tới cũng mất 25 phút mới phá được cánh cửa. Ba đứa bay phải xét từng lộ một, xét cho có mới được thôi. Tìm tưởng tên làm gì á, sống vòng cho rồi. Tôi cũng tin là tiền đó. Họ là người đều có tiền. Còn có thằng cảnh sát và con anh đá trên đầu ba đó. Thủ tiêu nó cho tao. Mày nghe đây, ngoài trừ cái tụi con tin giàu có, giết hết không còn ai. 25 phút sau, bất luận tìm được con tin hay không, tập hợp ngay ở bãi đầu xe với hông. Chờ khi cảnh sát vừa phá cửa ra thì mình tung ra ngoài. Ê, đừng có nhìn nha. Giờ này còn hứng thú gì mà mình nhìn chứ. Im miệng đi. Được rồi. Ý dù, anh đừng có đứng toàn tiền ở đó, ghê quá đi. Hay à, chết rồi, có để tồn tan chạy như vậy kiếm gì che là mới được chứ. Chết rồi, chết rồi má. Má sao nó bự vậy, làm gì chứ? Chạy được chỗ này á, không chạy được chỗ kia. Lấy nó làm gì chứ hả? Ây à, chết. Là anh hả? Làm hết hồi à? Hồi nãy đi đâu vậy? Tôi xuống dưới lấy súng thì về và bắt cảnh sát. Ai ngờ ở dây điện thoại bị cắt hết. Vậy là sao bây giờ? À, nè, cầm lấy đi. Anh cầm nó hơn tôi. Cảm ơn nha. Tôi bấm cho mở đầu. Lát nữa cảnh sát tới đây, nấp đi. Đừng bước ra nha. À, cẩn thận nha. Được rồi. Đi đi. Nè, tìm thấy cha đó không? Không. Hai đứa qua kìa, ta lên đánh coi. Đây bắt đầu giờ phút này tôi phụ trách nơi đây. Được. Theo tin cho biết, có một nhóm người đánh cướp ở trọng. Chuẩn bị phá cửa tiếng dù. Dễ sợ. Tiếng tôi sang tội cũng phải nhanh hơn sợ. Tôi đã gọi trực thăng rồi. Nhưng phải tốn 45 phút còn chậm hơn phá cửa đó. Ta sẽ không nhờ quân đội giúp đỡ chứ. Hai này nhờ sư đoàn 27 đi. Đi theo tôi. Thưa sếp, ông nói là có chuyện muốn nói với ông. Thế tôi không muốn bị phỏng vấn. Không phải phỏng vấn ông đâu, là muốn cho ông biết công ty chúng tôi có một đường dây nối trong hệ thống bảo an của building này đó. Xe tôi ở ngoài kia. Vậy sao không nói sớm chứ, dẫn tôi đi. Cần phải tốn bao nhiêu thời gian? Cả 15 phút. Không lẽ bị thương?
Sorry. Hả? Chính là nó. À, không có mặc đồ đó. Như vậy làm sao phát hình? Chúng tôi có thể dùng bóng đèn che lấp chỗ quan trọng mà. Thằng này có thể nói là chiến sĩ ở trường. Ở đâu lúc anh bị trúng đạn à? Đâu có anh đụng nhiều vết, thế là bị ngất xỉu đó. Qua sành lành quá gì nè hả? Đương nhiên rồi, cái tụi đó không phải là người đâu. Anh không mở tù sắt à, họ giết anh. Nhưng dù có mở họ cũng giết anh. Không chuẩn bị đầy đủ sao được chứ? Cái tù sắt. Thật ra thằng công tử chỉ muốn lấy tấm thanh minh thượng hạ đổ vô giá trong tủ sắt thôi. Còn các đồ khác là không đáng giá bằng tấm đồ đó đâu. Hơn nữa vừa nặng á, lại vừa khổng lồ, không có đem đi lắm. Lớn lắm đâu. Vậy bây giờ mở cái này bằng cách nào đây? Yên tâm đi. Anh đã truyền chức năng nào qua cái máy này rồi. Thanh minh thượng hạ đồ. Tất cả những gì ở đây đều là dư thừa thôi. Cái quan trọng nhất chỉ là tấm thanh minh thượng hạ đồ này nè, đủ cho mình ăn ba đời rồi đó. Nè, chạy mau đi. Mau đi hả? Ờ. Sếp à, tàu miệng thúi đi nè, sếp. Anh thúi nè. Ai biết là tàu miệng thúi chứ? Ngoài ra anh làm chuyện hay vậy? Trả lại súng cho tôi đi. Trả súng đi mà. Đừng có làm quạng nha, 37 à. Sao kỳ vậy? Đó là chuyện 46 mà. Ngoài tăng cơ. Mau lên, đi. Lẹ lên. Qua là đủ à, trời đất ơi. Mày sao rồi? Chết cha mày đi! Chết cha mày đi! Chết không được! Ai vô không được! Rốt cuộc có cái súng rồi! Đạn đâu vậy? Không cần mặc áo nữa! Đội nón lên! Đội nón lên! Thằng cảnh sát, bước đây mau đi. Nếu đi không, tôi chặt tay của nó. Đừng mà. Móc bắt mày luôn nữa nè hả? Ra đây. Ra đây đi. Bỏ xuống xuống. Đừng anh. Còn cái đũa mày nữa. Thằng cảnh sát, cuối cùng mà chết dưới tay của tao. Xin tao đi mày. Mày là cha tao hả? Tại sao tao phải xin mày? Dù tao xin mày á, mày không giết tao mà. Quay. Qua đây. Biểu mày qua đây. Gì?
tao biết mày lại rồi. Tao nhớ cái tướng không mặc áo của mày mà. Tao thiệt là hối hận không bắn chết mày ở trong nhà cầu công cộng. Muốn lột cái súng à? Thấy một dáng đi. Tao đây đã nổ nhiều phát rồi, và vẫn là không còn nhớ bao nhiêu viên đạn. Tao đếm 1, 2, 3 nhà ha. Một, hai, ba, đang chơi chết. Đại chúng binh ơi, tại chỗ này có tiền cho em ăn quê rồi. Tôi xếp, anh em chúng ta dạp đi rồi. Một tổ ở bên kia, một tổ ở bên này, người còn lại theo tôi. Sếp à, cứu tôi với, cứu tôi với. Đông người quá, thật là tàn nhẫn quá. Đại dưới hết cả đống người, mau cứu họ đi. Làm ơn cứu ông Đình đi, làm ơn làm phước mà. Đi cứu họ đi, mau cứu giùm ông Đình đi. Làm ơn làm phước mà, làm ơn đi, làm ơn đi. Bây giờ hết chuyện rồi, đứng dậy đi. Hết chuyện rồi hả, hết chuyện thật sao? Hết rồi, yên tâm đi. Hết chuyện rồi anh em, dẫn ông lên xe cứu thương đi. Ông làm gì vậy? Nè, nè, anh em à. Nè, ông đó có thể là bị xiện đó. Hả? Nè, ông bây giờ thấy sao hả? Trong chiếc xe của tôi có thuốc nổ. Anh em, mau đỡ ông đi lấy thuốc. Yes sir. Còn người cái, mau qua đây. Một mình tôi à, còn ảnh. Muốn giết anh. Chắc là mày bị đánh nhiều quá tỉnh thức rồi. Nè, mày khoan ngoan một chút, nhảy xuống đi, không cần tao ra tay. Khốn nạn. Được, ổn giờ chết. Thằng chó chết, kéo tao lên mày, nếu không phải chết cả đám này thôi. Mày đợi chìa khóa xe tao trước đi. Mày kéo tao lên trước đã. Tao kéo mày lên rồi, mày sẽ không đưa cho tao đâu. Nhanh lên đi. Nè, hai tay của tao nắm chặt tay trái của mày. Mày dùng tay phải thả chìa khóa lên đi. Mày đừng có cho tao lấy cây nha. Tao không bao giờ nói láo đâu. Mày kéo tao lên đi. Đi. Tao không bao giờ nói láo đâu. Quay được hôm nay. Đừng như mày. Đừng. 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 Lý Bằng, mày đi chết đi! Chó chắc rồi, chó chắc, ta không sao.
dùng nó đi, không thể sợ, chắc chắn không chết đâu. Sự trí chắc chắn không chết đâu. Dùng trí ốc đi, không thể chết đâu. Dùng trí đi. Giết mày đâu? Mày đã phá hoại hết toàn bộ kế hoạch của tao. Tao không để cho mày chết đâu. Mày hết thời rồi. Vĩnh biệt nhà ông cảnh sát. Chết máy rồi. Sẽ bắn chết nó. Tao đếm 3 tiếng. 1 2. Tao đây nè. Tao đi. Cái giết của bà này thì ra cái giết của Thị. Con Mô Thị giết chết kẻ sâu. Ở nhà thôi, không chết được đâu. Ê sĩ bà xem. Sếp sao rồi? Sao rồi hả? Có sao không vậy? Không sao. Còn anh không sao. Tôi hỏi rồi, tôi bắn chết thằng kia lấy được 200 ngàn đó. Cái thằng này thằng nào vậy? Đáng giá được bao nhiêu? Nhiều lắm. Tầm từ đó 500 mấy ngàn đó. 500 mấy ngàn hả? Bất tài rồi. Đầu quá đi thôi. Sếp bà, nghe nói thằng bạn bị tại vợ rất lậu rồi nha. Mình lấy khẩu cung mà mình nói là mình làm chỉ thêm ít 100 ngàn nữa ha. Phát tài chơi, trời đĩ trời ha. Đương nhiên. Nhưng phải nhớ kỹ nha. 37, tôi 7 anh 3. Ăn thua vậy á, bây giờ coi nhẹ tiền lắm mà. Nếu má anh không đủ tiền thay cái thận, lấy thêm tiền tôi đi. Thay luôn cái gan của bà cũng được, đâu có nhầm vậy á. Cái gì vậy? Nè, sao nó không sợ gì hết mà? Tôi sợ thêm lần này nữa thôi à. Tôi, ai vậy? Được. Cô nhỏ tôi đâu? Làm gia thiện. Đúng vậy. Cổ trực tiếp chừng hình rồi à. Cùng mở nút áo ra, đưa cái ngực ra. Đàn bà thì là khó tin cậy. Vậy thì chưa chắc. Ngành không tốt lắm sao hả? Không phải, tốt lắm. Coi tụi nó. Coi nó sướng được bao lâu. Ê,
kêu tụi nó đừng chụp đi, xấu trai nó mà. Ta đừng có chụp nữa nha. Là con. Sao em tới đây vậy? Người ta không có nhận ra anh thôi, chứ bộ em không nhận ra anh nữa hay sao? Ê! Là ai đó? Không, ly cà phê người ta thôi. Bà xã, pha cà phê cho anh nha. Ừ, đi về nha. Anh bà nhớ con lắm nha. Nhớ bà lắm. Oh, oh.